Anh em nào thấy chậm, có thể tăng lên 1.5, 2 chấm. Có thể nghe hay hơn. Link full bộ bỏ dưới phần mô tả. Mệnh Luân Chi Chủ 21. Không được động đậy, quân đội làm việc. Cái gì? Là sĩ quan chỉ huy ứng cao cấp của khu quân sự thành Giang Trung. Nhân vật lớn như vậy sao lại tới đây? Chúng tôi đến là vì Giang Khởi. Hôm nay các người đã trêu phải người không nên trêu đấy. Tổng chỉ huy đến vì Giang Khởi. Sao lại có thử? Thằng đó có thân phận gì? Cái gì? Nhân vật lớn như sĩ quan chỉ huy cao cấp của thành Giang Trung lại là vì mình. Trung thực chút đi. Chỉ huy vợ, cảm ơn mọi người hôm nay đã kể đến cứu cháu. Chỉ là không biết tại sao mọi người lại... Đừng căng thẳng, chúng tôi tìm cậu cũng là có mục đích. Thí luyện toán thủ lần này cậu, Viên Trụ và Tô Nỗng Nỗng biểu hiện rất là xuất sắc. Cậu có biết sau khi cậu rời tiếng, Viên Trụ và Tô Nỗng Nỗng đã được mời tham gia quân đội rồi không? Chúng tôi tới đây cũng là muốn mời cậu suy cho cùng. Cậu cũng là chức nghiệp mới nhỉ? Giang Khải, cậu có biết xuất hiện một chức nghiệp mới có nghĩa là gì không? Hiện nay chức nghiệp của người thám hiểm quỷ tinh có rất nhiều. Mỗi một người thám hiểm mỗi khi thăng được 20 cấp đều sẽ có một lần chuyển chức. Cường độ, chúc mừng chuyển chức, chức nghiệp A, chức nghiệp B. Trong đó, mỗi lần chuyển chức, thuộc tính kỹ năng của nhà thám hiểm đều sẽ phát sinh thay đổi. Có một vài người sẽ trở nên mạnh hơn, nhưng cũng có một vài người sẽ thành yếu đi. Hiện nay có rất nhiều chức nghiệp chuyển chức đến hậu kỳ và cơ bản là vô dụng. Vậy nên vì tìm ra một chiến lược mạnh hơn, quân đội vẫn luôn khai thác chức nghiệp mới. Đao phủ, võ đồ, bác sĩ, ăn mày. Mà cái cậu đang sở hữu hiện nay có vẻ như là một chức nghiệp mới rất mạnh. Vậy nên, Giang Khải à? Cậu có đồng ý lấy thân phận chức nghiệp mới tham gia quân đội không? Cậu yên tâm, chúng tôi không có ý cưỡng ép. Rất xin lỗi, trước khi đến đây, chúng tôi đã điều tra vào người của nhà cậu. Biết được bệnh tình của anh trai cậu. Chứ còn cậu đồng ý gia nhập quân đội không chỉ bảo vệ gia đình cậu, mà còn chịu trách nhiệm hoàn toàn về chi phí chữa bệnh của anh trai cậu. Thế nào? Không phải cậu đến quỷ tinh là vì phí chữa bệnh của anh trai à? Nếu đồng ý thì ngày mai đến quân đội báo danh đi. Đến lúc đó tìm tôi là được mà. Xin lỗi. Tôi từ chối gia nhập quân đội. Tại sao? Tôi biết gia nhập quân đội là chuyện tốt. Nhưng đó là đối với những chức nghiệp chắc chắn sẽ có sự phát triển mạnh mẽ trong tương lai. Chẳng hạn như là võ đồ của Viên Trụ và bác sĩ của Nỗn Nỗn. Nhưng tôi không như thế. Tôi là chức nghiệp mới. Nhớ năm đó, lúc phát hiện ra quỷ rượu là chức nghiệp mới, không phải cũng được quân đội coi trọng sao? Khi đó, quân đội rồi xuất chi viện cho quỷ rượu. Quỷ rượu liền ở thời kỳ đỉnh cao. Nhưng đến khi quân đội phát hiện ra rằng quỷ rượu sẽ chẳng có ích gì nếu họ tiếp tục phát triển. Không phải quỷ rượu bị quân đội vứt bỏ rồi à? Nhìn hiện trạng của quỷ rượu xem, chuyển chức thành quỷ rượu kết cục không khác gì là ân sinh cả. Lần này là tôi phấn khích, thiếu sự phòng bị không ngờ nhà họ Hồn lại không chấp hình tượng trực tiếp ra tay. Chúng tôi phải nhanh chóng chuyển khỏi khu vực bị nhà họ Hồn nắm quyền. Thực sự rất cảm ơn mọi người đã ra tay giúp đỡ. Nhưng ba anh em tôi đã cùng sống nương tựa vào nhau mười mấy năm rồi. Chúng tôi vẫn quen với việc tự mình nắm giữ vận mệnh của mình hơn là hoàn toàn dựa vào sự bảo cơ, bảo vệ của người khác. Nhưng bây giờ, có người đang ở trong mặt thế chức nghiệp mới của cậu. Không chừng có thể đem lại sự thay đổi lớn cho toàn nhân loại. Hiện nay, nhân loại rất cần cậu. Sao cậu có thể nghĩ như vậy? Xin lỗi, tôi không vĩ đại thế. Tôi chỉ muốn bảo vệ gia đình mình an toàn mà sống tiếp thôi.